Ngày 18 tháng 6, các chuyên gia y tế hàng đầu của Nhật Bản cảnh báo rằng, việc tổ chức Olympic Tokyo trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm, đồng thời cho rằng tổ chức sự kiện này mà không có khán giả tham dự là sự lựa chọn ít rủi ro nhất. Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản dự định cho phép tối đa 10.000 khán giả tới dự kháng các cuộc thi đấu thể thao diễn ra ở những khu vực đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phòng dịch COVID-19. Theo Bộ trưởng Phụ trách ứng phó dịch COVID-19 của Nhật Bản, ông Yasutoshi Nishimura, quy định mới về giới hạn số lượng khán giả tại các sự kiện quy mô lớn sẽ có hiệu lực trong tháng 7 và tháng 8 tới. Hiện nay, giới hạn này là tối đa 5.000 người. Trước thềm Olympic Tokyo, chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở phần lớn các tỉnh, thành Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nước này có thể sẽ cần phải tái áp đặt tình trạng khẩn cấp trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo. Ngay cả khi chỉ có rất ít ca mắc COVID-19 liên quan đến biến thể Delta, các chuyên gia đồng thời cảnh báo số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 10.000 ca mỗi ngày nếu các cuộc thi đấu tại Olympic diễn ra có khán giả. Olympic Tokyo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 tới, theo ban tổ chức sẽ có khoảng 15.000 vận động viên và khoảng 78.000 quan chức, nhân viên của các đoàn thể thao từ khắp nơi trên thế giới tham gia các thể vận hội này. Dự kiến quyết định cuối cùng về chính sách đối với khán giả trong nước sẽ được đưa ra vào ngày 21 tháng 6 tới, sau cuộc họp giữa Ủy ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo. Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Paralympic Quốc tế chính phủ nhật bản và chính quyền thủ đô tokyo